Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy câu để cho mọi người lựa. Hôm nay thì có một cơ số em máy nằm đây, máy ngang đấy, thì sẽ quay cho mọi người nhé. Đầu tiên là con này đang bị rối cước này mọi người, này rối cước mình xoay không được luôn đấy, người về tự xử nhá. Đấy, con này số 1 rối cước này, rối cước giờ nó cứng ngắc này, mình đây mình xoay nó mắc trong này đây. Người về tự mở ra xử nhá. Đây, số 1 20.000. Số 1 20.000 nha mọi người. Đấy. Con này thì không thấy ghi xuất xứ, chắc là China, xuất Nhật hay Taiwan gì đó thôi. Này. Cái con tương tự như thế này. Đây, China. China xuất Nhật nha mọi người. Đấy. Con này như xoay được. Đây, đây xoay được nhưng mà bị rối cước nha mọi người. Đấy. Đấy, mấy cái cần này còn gạt được này. Đấy, về mọi người tự xử luôn. Con này con số 2 40.000. Số 3 là con máy của thằng nào đây? Ryobi nha mọi người. Số 3 máy của thằng Ryobi, máy in Taiwan. Đấy, Taiwan xuất Nhật nha mọi người. Đấy, con này nè, con này đảo ta đảo chiều trái phải được nha mọi người. Đây, mình đang để chế độ tay phải là left nè, tay trái là left nè. Còn mọi người ưng tay trái, ưng đổi thành tay trái thì mọi người mở ra, mọi người đảo cái lãi này lại nhá, là đổi thành tay phải nhá. Mình đang để tay trái, tại vì Việt Nam mình thấy hay dùng tay trái nên mình để tay trái. Còn mọi người ưng thì đảo qua tay phải không được, đảo tay qua tay trái phải được nha mọi người. Đấy, đó. Đấy, khóa này, đấy, khóa chiều nhả ra thấy không? Ok. Đấy. Côn đây. Đấy. Nới. Rồi. Ok. Con này con số 3. 70.000. Tiếp theo là con, để lựa có con nào nữa không. Đây, tiếp theo là con số 4, là cũng là con Ryobi lúc nãy, nhưng mà con này là con mình để tay phải nhá, mình để tay phải. Đấy, còn mọi người ưng đẩu qua tay trái vẫn được. Đấy, là mình làm hai con như thế này, một cái để tay phải, một cái để tay trái cho mọi người thấy là nó đảo chiều trái phải được nhá. Đấy, chỉ cần tháo vít ra lật cái lãi này lại là ok à. Đây nhá. Rồi, nhả cước. Côn. Đấy. Rồi. Máy in Taiwan. Đấy, máy in Taiwan nha mọi người. Đấy, size nó nhỏ nhỏ thế này thôi. Con này con số... mấy con này thực sự là cái size của nó thì mình chưa quen lắm vì cái size nó nằm, nhưng mà con này thì đây, cho mọi người coi cái kích thước của nó. Đây, kích thước của nó này, như thế này. Đây, gần hai đốt ngón tay của mình. Đây, số 4 70.000 nha mọi người. Tiếp theo số 5 là con này. Đó, khóa này, hai chiều này, tắt này, ok, côn này. Đấy, côn, nói côn. Con này thì con này chắc không đảo chiều trái phải được. Ok, con này dùng tay phải thôi. Con này chắc xuất xứ China, xuất Nhật nha mọi người. Con này con số 5 30.000. Số 6 là con này, máy in Japan, Shimano nha mọi người. Shimano, máy in Japan. Đấy,
Cái này là chịu ốp này. On này. Stop này, stop để chạy một chiều này. Đấy. Ok. Côn này. Đấy, đấy, đấy. Côn. Nới côn ra. Ok nha mọi người. Đấy. Demi. Shimano đất Demi. Con này con số 6. Số 6. 50.000. Số 7. Con này chắc cũng China xuất Nhật đây. Đây chế độ off. Con này cũng có vẻ cước có vẻ cũng đang định rối đây. Đây. Click. Ok. Đây. Khóa một chiều này. Rồi, côn. Ok nha mọi người. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh, mấy con này cùng cỡ hết nha mọi người. Này. Này, cỡ chiếc bật lửa đây mình để cho mọi người án cái cỡ của nó này, bật lửa chiếc bật lửa đây. Đấy. Con này con số mấy con này chất liệu bằng nhựa graphic chứ nha mọi người. Con này con số 7. Số 7 40.000. Số 7 40.000. Đây, số 8 con này. Này là máy Daiwa nha mọi người, Daiwa. Nó cái lãi gạt chỗ này này, cái cầm để gạt chỗ này nó mất rồi. Mọi người về chế cái đầu vít hay cái gì vào đây cũng được. Đây, Daiwa hoặc có đồ thì thay nhá, Daiwa. Mất luôn cái tem rồi. Con này không thấy ghi xuất xứ luôn, đây qua không thấy ghi xuất xứ luôn. Đấy. Khóa một chiều này. Để mình lấy cái tay mình gạt. Đấy. À, gạt này. Đang bị rấu cước. Đấy, chạy luôn này. Ok. Đấy, cũng full chức năng, có điều bị mắc cái chỗ này thôi. Con này con số 8. Số 8. 40.000. Số 9. Số 9 là một con máy. Con này là của thằng Olympic nha mọi người. Mid-gate. Con này thì đảo chiều trái phải được. Đảo chiều trái phải được nha mọi người. Đảo chiều trái phải được. Đã phải được. Cái này hiện tại đang dùng ở tay trái. Đấy, đang dùng ở tay trái nhé này. Đấy, khóa một chiều. Mở. À, tắt luôn. Đó. Đảo chiều trái phải được, mọi người mở hai con vít này ra. Cái là ở trong này nó có cái lãi để mọi người đảo qua nhé. Đấy. Con này con số 9. Số 9. 80.000 nha mọi người. Số 9 80.000. Số 10 là một con máy, con này đời cổ, máy in da băng. Con này theo mình nhớ là cái dòng AC nên là hình như là thằng Ryobi hay là Olympic gì đấy. Không nhớ rõ nữa, AC10 nha mọi người. Đây, theo mình nhớ là như Ryobi, máy in da băng. Đấy, này, đồ cổ nhưng mà rất là đẹp nha mọi người, con này còn rất là đẹp. Sáng bóng mà, giống như đồ sưu tầm ấy, đồ cổ sưu tầm ấy. Cái này bằng kim loại nhá, kim loại. Thân bằng kim loại này, nắp này thì bằng graphic này, cái này cũng graphic này, cấu graphic nhá, này, đấy, cước lẫn trượt trên đây luôn, đấy, hai chiều này, mở khóa này, cái này size tầm size 1.000 nha mọi người, size tầm size 1.000, đấy, rất là đơn giản, cối, mình xiết cái cối lại đây,
Đấy. Thử cái radio cho mọi người nhé. Rồi từ 1 2 3. Radio khoảng cỡ 3.2 3.3 nha mọi người. Radio khoảng cỡ 3.2 3.3. Đấy. Con này thì thông số của nó chỉ có nãy thôi, còn thông số cước là nó đâu có ghi đâu, đời cổ đâu có ghi đâu. Đấy. Tay quay thì chỉ có quay tay phải thôi nha mọi người, chỉ có dùng tay phải thôi, không có đảo tay được và cũng không gập tay được. Con này con số 10. Số 10 70.000. Đây, số 11 cũng là con AC10 đấy. Số 11 là y chang cái con số 10 nha mọi người, y chang con số 10. Mình chỉ thử tính năng cho mọi người thôi. Ồ, con này nó đang bị nặng tay quay này. Nó đang bị nặng. Mọi người về vệ sinh nó đi. Mỡ ở trong này có khi nó bị hơi bị khô, bị keo lại rồi. Đấy. Ok. Mình thử tính năng. Ok. Đó, tính năng thì của nó còn, mình thấy nó vặn còn ok đó. Nhưng mà có điều nó bị khô rồi, về vệ sinh thêm đi. Đồ này mọi người mua về phải vệ sinh hết đi. Con này số 11 cũng 70.000 nha mọi người. Số 11 cũng 70.000. Số 12. Số 12 là con AC30. Con này da băng đây. Đấy. Con này thì nó có thông số này, bằng kim loại này. Nắp này thì bằng graphic, cái này của graphic nhé, cấu của graphic. Đá trượt cước này, nó có gốm trượt cước chỗ này. Tay thì không đảo tay được, không đảo tay được nhưng mà gập tay được nha mọi người. Khóa một chiều này. Mở này. Ok. Này. Côn thì chẳng nghe tách 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 nữa. Cước số 3 và 290 mấy, cước số 4 và 210 mấy, cước số 5 và 160 mấy nha mọi người. Rồi để mình đo thử cái radio của nó thử. 1 2 3 4. Radio khoảng cỡ 4 chấm nha mọi người, radio khoảng 4 chấm. Đấy. Đây. Size con này á, size con này là tầm size 2000 đến 3000 nha mọi người, 2000 đến 3000. Đấy, radio này, à đây có radio này, 3.9 này. 3.9. Con này con số 12. 12, 90.000 nha mọi người, 12, 90.000. Đồ cổ. Nó là Olympic hay là Ryobi đó, theo mình nhớ là Ryobi. Nhớ tại vì trong này nó có cũng có con là Ryobi. Đây. Ồ, đây con AC20. AC20 nha mọi người. Cái này là keo này mình dán cái cước lại cho nó khỏi bung ra. Dán cái cước chỗ này cho nó khỏi bung ra. Mình gỡ ra. Đây này. Để cước này. Để mình tí mình lấy cái băng keo mình dán cho nó sát vào. Sổ cước là mất công nữa. Đây. AC20 Ryobi. Con này thì ở xuất xứ là Taiwan nhá. Taiwan xuất nhập. Đấy, khóa một chiều này, mở này. Đấy. Thân bằng kim loại nhá. Nắp này bằng graphic, cấu bằng graphic luôn. Đây. Trượt cước bằng cái kim loại này đây, khuyên kim loại đang hơi bị han nhé, mọi người về vệ sinh đi. Đây. Cước số 2 vào 290 mấy, số 3 vào 200 mấy, số 4 vào 130 mấy. Đấy. Nó lấy cá không được phải 4,5 kg nha mọi người. Radio của nó thì để mình thử xem. 1 2 3. Chắc cũng khoảng radio cũng khoảng 3.8 3.9 nha mọi người. Radio khoảng 3.8 3.9, mình nó thử đây thử. 3.9 này. Radio 3.9 này. Đó.
Con này con số 13. 13 80.000 nha mọi người, 13 80.000. Đây. 14. 14 tiếp tục là con AC20, Ryobi AC20 made in Taiwan. Đấy, nó y như thông số của nó là nó y như cái con số số 13 nha mọi người. Số 14 là y con số 13. Số 14 y con số 13, ngoại hình của nó này. Cái này khuyên này cũng còn được nè. Đấy, gặp. Thông số thì y chang. Đây. Xiết vào. Đấy. Cấu cũng có động hết. Rồi mình thử. Ok. Đang hơi nặng nặng mọi người, về vệ sinh đi. Kêu vệ sinh lại cho nó cái nó bị khô mỡ ở trong đó nên nó hơi nặng nặng, mọi người vệ sinh thấy đi nhá. Đấy, ok. Con này con số 14. 14. 80.000. Số 15. Con số 15 là con máy Olympic. Đồ cổ Start 80. Con này thì size của nó tầm size thực của nó tầm 3.000 nha mọi người. Size thực của nó tầm 3.000. Đấy. Máy in da băng. Máy in da băng. Tay thì không có đảo tay trái phải được. Đấy. Nãy giờ á mình nãy giờ những con máy máy đứng này đều không đảo tay trái phải được nha mọi người, đều không đảo tay trái phải được. Con nào mà đảo tay được thì mình sẽ báo cho mọi người. Đấy. Dùng tay phải thôi. Nãy giờ toàn máy dùng tay phải thôi. Đấy, khóa một chiều này mở này. Ok. Côn động đây. Rồi, cái khuyên nó trượt cước chỗ này, mọi người về đánh lại cho nó trơn đi nhé. Ok, để mình đo thử cái radio của nó xem có ghi radio không. Không ghi. Mình đo luôn. 1 2 3. Radio của nó khoảng cỡ 3.6 thôi nha mọi người. Radio khoảng 3.6, 3.7 thôi. 3.6, 3.7. Đấy. Con này con số số 15. Số 15, 80.000. 15, 80.000. Số 16, con máy này made in Japan. Bằng kim loại luôn. Này. Bằng kim loại nha mọi người. Cấu là cấu graphic. Này, đá trượt cước này. Con này size tầm size 2.5 nha mọi người. Size 2.5. Ryobi CX2P. Đấy. Radio của nó là 3.4. Đấy. Cái này hơi bị hoang. Hàng dĩ một tí này mọi người, về vệ sinh đi nhé. Nó bị khô mỡ. Con này đảo tay trái phải được và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đảo tay được. Đấy. Ok. Thông số của nó này. Thông số cước của nó. Cước số 2 vào được 290 mét, số 3 vào 200 mét, số 4 vào 130 mét, lái cá khoảng 4.5 kg nha mọi người. Radio thì 3.4. Đấy. Ryobi. Cái chỗ này băng keo này mình dán cước cho nó khỏi bị sổ chứ nó không có bị gì đâu nha mọi người. Đấy, để ý cho mình. Đấy, ngoại hình. Bên này hình như nó có một cái tem chỗ này nhưng mà nó bị mắc rồi. Rồi. Con này size tầm 2.5, size thực tầm 2.5 nha mọi người. Con này con số 16. 100.000. Số 17 là một con Daiwa Vinmax 4 2.500, size tầm 2.5 nha mọi người. Đấy, size tầm 2.5. 2 speed là tốc cao à. Radio cao thì sao ấy. Đấy, hai speed đây qua. Con này đảo tay trái phải được, nó bằng kim loại nha mọi người, chứ cối bằng graphic nè. Đây,
đảo tay trái phải được và rút tay ra cho gọn được nhé mọi người. Rút cái tay này ra được, vặn cái này rút tay ra được, vặn cái này rút tay ra được nhé. Nó đang hơi bị cứng mọi người, lấy cái tua vít vặn ra thôi. Đấy, có một chiều mở này. Đây qua đời cũng khá cổ. Ok, mình thử cái radio xem thử. Từ từ nha. À, 1 2 3 4. Radio khoảng cỡ 4.1 nha mọi người. Radio khoảng 4.1. Radio khoảng 4.1 nhé. Đây, cái khoang trượt cước của nó thấy còn khá ok nha mọi người. Đấy, con này con số 17. Số 17 130.000 nha mọi người. Số 17 130.000. Con này da băng nội địa chắc luôn. Số 18 là con Shimano Z3. Con này thì tay không đảo chiều, không đảo trái phải được nha mọi người. Không đảo tay trái phải được nhưng mà gập gọn tay được nhé. Thân bằng kim loại này, thân bằng kim loại. Nắp này bằng nhựa với lại cối bằng nhựa nhé. Graphic. Đây, made in Korea. Korea xuất Nhật nha mọi người. Ôi trời, sổ cước rồi đó. Không không dán keo lại là nó sổ cước ngay. Chờ một tí nha, mình dán cái cước này lại đó. Lấy con keo mình dán. Cái khuyên trượt cước này, ok. Thông số của nó, ratio của nó là 3.4. Cước này, cước 0,28 ly là vào 310 mấy, 0,33 ly là vào 0,28 ly là 310, 0,33 là vào 210, 0,37 là vào 160 mấy. Nó tương ứng với đây này, cước số 3. Số 3 vào 310 mét. Gì đây, nó mờ mất rồi. Mờ mất rồi mọi người, không thấy nữa. Đấy. Ok. Con này số 18, 120.000. 18. 120.000 nha mọi người. Con này size tương đương của nó từ 2.500 đến 3.000 nha mọi người. 2.500 đến 3.000. Không phải, con này 3.000 hơn mọi người. Size rất là to. Tiếp theo số 19. Số 19 là một con Daiwa. Đây, ratio của nó là 3.7. Ratio 3.7 nha mọi người. Daiwa. Con này cũng đời cũng khá là cổ. Đảo tay trái phải được và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy, gặp tay thì vặn cái này ra gặp thôi. Nó đang bị hơi bị nặng một tí. Đấy, này, mình gặp được này. Mọi người về vệ sinh dầu mỡ vào nhé. Đấy, đây qua. Dòng Sportline XT01. Đấy, thân kim loại. Kim loại cối graphic nhá. Đấy, nó đang hơi bị nặng. Cái vành trượt cước này thì nó rỉ rồi, mọi người về thay khác nhé, về thay khác. Đây, cối động đây. Mình thử cái radio của nó khoảng bao nhiêu nè. 1 2 À quên, radio không có rồi mà, 3.7. 3.7. Đấy. Con này size tầm cỡ size 2.500 mọi người, 2.500 3.000. Đấy, 2.500 3.000. Con máy in da băng này. Con này số 19. 19 70.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên mình với ship nha mọi người.
Và trước khi mọi người nhận hàng thì bắt buộc phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận xem có bị nhầm lẫn hay sai sót gì so với trên video hay không. Và vấn đề nữa là trong quá trình vận chuyển nó có bị nứt gãy bể gì không nha mọi người. Đó, báo cho mình ngay để giải quyết ngay lúc đó. Còn mình sẽ không giải quyết những đơn hàng nào á mà mọi người đã nhận rồi xong rồi mới đem mở ra rồi báo cho mình bị này bị kia. Đấy là mình ship nên là tới nơi mọi người có quyền xem hàng nên phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhận hàng. Giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.